Chào tất cả các anh em. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ, thành công. Và hôm nay shop lại giới thiệu lại cái mẫu liều hàng mới về ngày hôm nay. Đấy, mẫu liều ngụy trang. Màu này thì nó tương đối là màu lá khô nhiều hơn màu lá tư nha. Đó, màu chủ đạo. Đấy, nó là như thế. Thì đây là cửa. Liều này là liều dành cho một người nha anh em. Còn nếu mà hai người chui vô thì cũng vừa. Nhưng mà nó tương đối là hơi chặt một tí, nói chung là hai người thì hơi chặt, còn một người, còn liều mà dành cho hai người thì to quá. Đây là liều, là liều cá nhân. Đấy, chiều cao là khoảng 1.5 m nha anh em. Đây. Anh em có thể thấy chiều cao của cái liều này khoảng 1.5 m, khi bung liều ra thì nó đến khoảng tầm bờ vai chúng ta. Đấy, tôi đi xa để anh em xem. Đấy, liều đợt này thì nó được 3 cửa sổ nha các anh em. Một cửa sổ ở đây. Một cửa sổ ở đây nữa. Rồi cái cửa sổ thứ ba là ở đây. Đấy, liều đợt này về thì được 3 cửa sổ nha các anh em. Đấy, màu sắc thì nó như thế. Đây là cái lô hàng của ngày 20 tháng 3 nha các anh em. Anh em mua hàng thì lưu ý giùm. Đấy. Bởi vì nhiều lô hàng về thì nó cũng có sự khác biệt nhau về hoa văn một tí thôi anh em, không khác biệt nhiều, cơ bản là nó như thế. Đấy, đợt này thì màu nó như thế để thông báo các anh em. Anh em có đặt hàng lâu thì bây giờ shop sẽ điện lại để giao cho các anh em. Đấy, nó là cơ bản là như thế. Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video clip kế tiếp.